Thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang hết sức phức tạp, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã liên tiếp chỉ đạo sát sao, yêu cầu giám đốc các công ty điện lực tại 27 tỉnh thuộc Tổng công ty quản lý đảm bảo công tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia của địa phương và Tổng công ty đã quy định. Hiện tại, 27 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao, triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách như thiết lập hành lang, cách ly tập trung tại nơi làm việc đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên, làm việc tại trung tâm điều khiển xa, các lực lượng trực vận hành tại các điện lực trực thuộc, tổ thao tác lưu động thuộc đội quản lý vận hành lưới điện cao thế 110 kV, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết liệt trong phòng chống dịch, đảm bảo công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng đối với hơn 10 triệu khách hàng trong tình hình ứng phó với dịch COVID-19. EVN-NPC luôn trang bị đủ vật tư, vật dụng y tế cho cán bộ công nhân viên phải làm việc, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các cái kịch bản, mà các cái kịch bản xấu nhất để đảm bảo an toàn cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và cho bảo đảm cho đời sống nhân dân. Thế thì để đảm bảo an toàn trong cái mùa dịch này, mà trong cái thời gian này thì là chúng tôi đang phải phục vụ cấp điện, ngoài cái việc mà đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, nhưng mà lại vào cái hoàn cảnh là phải vừa cấp điện trong cái hoàn cảnh là phải chống dịch. Tỉnh Bắc Giang, nơi đang có những diễn biến hết sức căng thẳng do các ca lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng mạnh. Vì vậy, tại Điện lực Việt Yên, Điện lực Thành phố, trạm biến áp 110 kV Vân Trung, trung tâm điều khiển xa, các cán bộ công nhân viên ngành điện đang cố gắng nỗ lực ngày đêm bám trụ, chủ động trong ứng phó, đảm bảo an toàn phòng chống dịch ở mức cao nhất. Các khu cách ly trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn toàn thành phố Bắc Giang nói riêng đã được PC Bắc Giang kịp thời cung cấp điện, đảm bảo an toàn và không để xảy ra sự cố điện. Công ty Điện lực Bắc Giang đã có những cái phương án để mà đảm bảo cấp điện cho các khu vực cách ly, các bệnh viện dã chiến. Đối với công nhân của công ty Điện lực Bắc Giang thì khi mà phải vào làm việc rồi thì xử lý sự cố ở trong các cái khu mà có dịch thì phải có trang bị bảo hộ theo quy định của ngành y tế và có sự giúp đỡ của địa phương. Tại Hải Phòng, Công ty Điện lực Thành phố đã lên kịch bản, phương án nhằm ngăn chặn việc lây lan và đảm bảo tuyệt đối không xảy ra việc lây nhiễm dịch bệnh cho các cán bộ, kỹ sư và công nhân trực vận hành. Bên cạnh việc tập trung cho công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, PC Hải Phòng vẫn đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn và liên tục cho các cơ sở y tế, bệnh viện, các nơi tập trung cách ly người nhiễm, nghi nhiễm và đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố. Thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái điện lực quận huyện thành lập các cái tiểu ban về phòng chống COVID và công ty thì đã thành lập ban chỉ đạo về cái phòng chống COVID và cung cấp đầy đủ các cái trang thiết bị thiết yếu cần thiết để phục vụ cho cái việc công tác hàng ngày của cán bộ công nhân viên và cũng phân chia ví dụ có cái vùng dịch hoặc là cái vùng nghi nhiễm thì chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ các cái bảo hộ theo quy định của Bộ Y tế quy định. Trước những diễn biến vô cùng khó lường tại thời điểm này, EVN-NPC vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là cung cấp điện ổn định phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 vừa qua. Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực triển khai các phương án cung cấp điện an toàn liên tục cho những địa điểm diễn ra các sự kiện phục vụ bầu cử, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất, tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch. Ngay trong những ngày lễ thì chúng tôi đã tổ chức kích hoạt các cái phương án mà chúng tôi đã chuẩn bị. Chúng tôi đã cách ly ngay những cái bộ phận trực tiếp sản xuất, đấy là các cái trung tâm điều khiển xa, những cái tổ thao tác lưu động để phục vụ điều hành cái lưới điện, các cái tổ trực vận hành ở các cái điện lực. Cái thứ hai ấy, là để đảm bảo cũng để đảm bảo an toàn cung cấp điện, phòng chống cái việc mà sự cố xảy ra thì cái việc xử lý sự cố ấy, những cái khu mà ở trong cái vùng mà phong tỏa thì chúng tôi cũng đặt ra những cái kịch bản xử lý tốt nhất. Với sự chỉ đạo quyết liệt và các biện pháp phòng chống dịch cùng sự quyết tâm chống dịch như chống giặc,
ngành điện cả nước nói chung và điện lực miền Bắc nói riêng quyết tâm đồng lòng chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh vì mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vừa giữ gìn sức khỏe của người lao động.